Shop gấm Nhật qua giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Xin lưu ý giá chưa bao gồm phí ship. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554. Khuyến khích khách hàng gọi hoặc nhắn tin bằng số di động hay số Zalo để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày, chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là ba cái chén trà sứ thuộc cái dòng Kutani. Ba cái chén này cái dáng rất là hay. Trên thân nó vẽ cái chủ đề là tế hàng tam hữu, tức là tùng, trúc, đào. Cái này là nó là một cái điển tích, nó thể hiện ba cái loài vật có cái sức chịu đựng kiên cường trong cái giá rét, để nói lên cái tính những cái đức tính tốt của con người. Cái chén này nó vẽ theo cái lối mà các anh chị hay gọi là vẽ gấm nè, tức là những cái chấm xanh trên cái nền men xanh coban. Những cái chấm xanh này được vẽ hoàn toàn thủ công, vẽ tay đó, và chấm nổi rất là vô cùng là tinh xảo và công phu. Cành đào được vẽ này, rất là đẹp. Cái ấn triện trong cái mộc vuông này nè, là cái ấn triện nó đặc trưng cho cái dòng được sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ 20, tức là những năm 1960 đó. Dòng này rất là đẹp. Cái dòng này tiếng Nhật nó gọi là cái dòng Fuku, có nghĩa là hạnh phúc. Chén này nó cao 6, đường kính miệng là 8. Mã sản phẩm là H1, giá 120k trên cái, số có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái an, một cái an gốm xưa rất là đẹp, cái dáng hay. Phủ men rạng rất là tinh tế, men rạng thì tiếng Anh nó là Celadon. Cái màu men nó hiện rõ cái màu của thời gian, tác động của thời gian rất là rõ. Vành trong nó có cái vết rạng nhẹ, bên ngoài thì chúng ta không thấy. Bên ngoài thì nó có một cái vết rạng ở chỗ khác như thế này. Tôi thấy là cái trôn này rất là sâu tuổi. Dưới đáy trôn nó có một cái ấn triện. Cái cốt nó khá là mỏng. Thường thì gốm Nhật đó, cái cốt nó thì nó dày. Riêng cái an này nè, chúng ta thấy tiếng gõ là nó không có nghe cái âm thanh của cái chén nó bị tóc. Cái an này nó cao 6, đường kính là 15, mà sản phẩm là H2, giá 120k. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Một cái cốc sứ rất là đẹp, cái dáng rất là độc đáo, dáng rất là lạ. Trên thân nó vẽ hoa, họa tiết nó được vẽ thủ công và nó được vẽ bằng cái men nổi, rất là đẹp. Đây, chúng ta thấy là cái tay cầm tạo hình rất là độc đáo. Cốc sứ rất là dày. Chén này nó của cái dòng Arita. Cái cốc này cao 6, đường kính là 8, chưa tính quai, mà sản phẩm là H3, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chén trà sứ rất là đẹp. Hai cái chén trà này nó thuộc cái dòng sản phẩm xưa nè, rất là đẹp. Dáng hay. Đặc biệt là hai cái chén trà này là cái cốt nó mỏng, cốt cực mỏng, mỏng như vỏ trứng các anh chị. Lòng nó có vẽ cái ký tự theo cái lối thư pháp giống như cái đồng tiền vậy đó, ở trong nó có cái ô vuông.
Bên ngoài nó có hai cái vòng tròn. Cái đáy của cái chén này nè, chúng ta thấy giống như một cái đồng tiền vậy đó, cái đồng tiền cổ á. Đáy nó có ấn triện được vẽ tay. Gốm sứ Thổ Quan rất là mỏng, cực mỏng. Sớm để xa này, nếu để gần là nó chói luôn đó. Nó xuyên đèn rất là tốt. Phải để xa ra mới thấy được cái cốt Thổ Quan, còn nếu để gần nó giống như cái bóng đèn. Rất là đẹp. Cốt sứ rất là mỏng, cực mỏng. Cao 5, chén này cao 5, đường kính là 8.7, mã sản phẩm là H4, giá 120k trên cái. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Đây, đây là cái giấy chứng nhận của nghệ nhân. Giấy này bằng tiếng Nhật luôn. Một cái ấm gốm bizen rất là đẹp. Cái giấy chứng nhận của nghệ nhân bằng tiếng Nhật. Ấm này cái dáng rất là độc đáo. Cái ấm này không phải là cái ấm trà nha các anh chị. Cái này ở Nhật nó có thể là một cái ấm rượu hoặc là một cái bình rót. Ấm này cái thân nó tạo hình một cái đốt cây cây tre. Cái đốt cây tre này. Thân nó tạo hình cái đốt cây tre, chúng ta thấy trên cái quai cũng vậy, nó có một cái vòng khắc của cây tre đó. Cái hiệu ứng rất là độc đáo. Đây là cái vết nhựa thông. Cái vết nhựa thông và tro than nó tạo nên cái màu sắc cũng như là cái hoa văn rất là độc đáo và ấn tượng. Ấm này nó không phải ấm rượu nha, cái nắp nó được tạo hình thủ công xù xì. Cho nên lòng nó ở lòng trong nó không có lọc nha. Ấm này nó không phải là ấm trà. Đáy nó có truyện ký của nghệ nhân. Ấn truyện. Cái ấm này dung tích chắc khoảng 150 ml. Ấm này cao 7. Đường kính 7, mã sản phẩm là H5, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ống cắm bút dùng trong thư pháp. Ấm này chất liệu là sứ. Nó vẽ các em bé vui đùa bắt bướm. Cái chủ đề này tiếng Hán nó đọc là hỷ đồng điệp. Tức là những em bé vui đùa bắt bướm, nó dịch cái nghĩa ra có nghĩa là niềm vui. Nhiều niềm vui kéo dài và lặp lại. Chất liệu của nó là sứ, cái dáng rất là hay. Men nó cũng có cái màu thời gian này. Ống cắm bút này nó cao 12 năm. Đường kính miệng là 6.8. Đường kính đáy là 7.2. Mã sản phẩm là H6, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chawan. Chawan là tiếng Nhật, tiếng Việt nó gọi là chén trà, nhưng mà chén trà này nó dùng trong trà đạo của Nhật á. Cái chén này cái dáng nó dùng cho mùa hè với cái đáy nhỏ miệng le. Chén này nó rất là độc đáo. Nó phủ cái men nhìn rất là ấn tượng, lòng là một cái dấu hình xoắn ốc. Ở đáy này chúng ta thấy nè, có một cái dấu hình xoắn ốc. Nó là cái dấu thiền, tức là cái vòng tròn kéo dài lặp lại vô tận. Bên ngoài nó phủ men nhìn rất là ấn tượng, men xù xì. Cái phần đáy nó không phủ men, đó là cái đặc trưng của cái chén trà của Nhật, cái chén trà mà dùng trong trà đạo đó, chawan. Men rất là ấn tượng. Ở bên ngoài nó ấn tượng hơn trong hình rất là nhiều các anh chị. Đáy nó có ấn triện. Đáy này nè, nó có ấn triện. Ấn triện nó hơi khó thấy, nó nằm ở dưới cái đáy.
Chén cao 6, đường kính 15, mã sản phẩm là H7, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là những cái chén trà, mà thường thì những cái chén mà có nắp thì ở Việt Nam chúng ta hay gọi là kẻ thố, nhưng mà thật ra cái này là những cái chén trà. Cái chén trà này thì nó chúng ta hay gọi nôm na là cái dòng ngũ sắc nè. Đây là cái dòng Arita, một trong những cái dòng sứ rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Cái chén này dán rất là hay, với cái nắp đồng bộ, họa tiết nó được vẽ là những cái đóa hoa xen kẽ với những cái họa tiết truyền thống, họa tiết hình lục giác. Họa tiết nó được vẽ từ thân cho tới nắp, và trên nắp nó vẽ cái hình xoắn ốc nhìn rất là độc đáo. Những cái họa tiết nó chia ra nó tạo hình cái hình rẽ quạt hay là xoắn ốc đó, nhìn rất là độc đáo, cốt sứ rất là tốt. Chúng ta thấy đáy nè, vẽ cái hoa văn rất là đẹp. Chén này tính cả nắp luôn đó là cao 8, đường kính miệng là 8.5, mã sản phẩm là H8, giá 120k trên cái, shop có 3 cái. Sản phẩm này thì shop có thể bán lẻ nè, do một số cái anh chị đó có thể là dùng để đựng chân yến, hoặc là một số anh chị thì để trên cái trang nước cúng đó. Tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái bộ bình rượu của Nhật. Nhật thì họ dùng rượu sake. Đây là một cái bộ bình rượu của Nhật. Cái bình rượu này chất liệu là gốm. Cái cách phối men rất là độc đáo. Toàn thân đó thì men nó chỉ phủ một phần thôi, từ bình cũng như ly, nó phủ một cái phần trên, và nó vẽ một cái đóa hoa đào nhìn rất là tinh tế. Cái cốt gốm màu nâu đỏ nhìn rất là đẹp, cốt rất là đanh. Cái dòng này cái cốt rất là đanh, đáy nó có truyện ký rất là rõ ràng, truyện ký tay. Cái này cốt rất là đanh các anh chị, tiếng gõ như kim loại vậy đó. Cái này thì một số anh chị đó có thể sử dụng cái bình này để đựng rượu. Ngoài ra thì một số anh chị thì dùng cái ly này để uống trà, rất là hợp với cái kích cỡ của trà Việt. Cái ly này cao 4.5, đường kính là 5.3. Bình này nó cao 15 năm, đường kính miệng là 3.3, dòng thân là 29 năm, mã sản phẩm là H9, giá 200k trên bộ này. Số anh chị thì dùng cái bình đựng rượu, rồi hai cái ly đó thì để uống trà, hoặc là cái bình thì để cắm hoa, rất là tiện. Nó phối trên cái bàn trà cũng rất là hợp. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là độc đáo. Cái này nó vừa giống một cái tống, vừa giống một cái tô, dáng rất là độc đáo. Nó vẽ họa tiết bằng men lam, trên thân nó vẽ là hình cái một con vạc trắng. Con vạc thì nó có cái ý nghĩa rất là hay trong cái tiếng Hán, hay là trong cái văn hóa của người Nhật. Chúng ta thấy ở Osaka nó có một cái lâu đài vạc trắng đó, cái lâu đài cổ rất là nổi tiếng của Nhật. Hình con vạc vẽ rất là đẹp, ở trên là cái hình hoa văn hoa dây, cốt rất là dày. Chúng ta thấy là cái tô này nó có cái miệng rót, cái này giống cái tống hơn, tống to, nó có tống đại. Đấy, nó có cái ấn tượng của cái dòng Arita.
cốt dày rất là nặng. Cao 5. Tổng chiều dài đến cái miệng rót luôn là 19 năm. Rộng là 16, mã sản phẩm là H10, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gướm rất là đẹp. Một cái bình hoa gướm rất là đẹp. Bình này hay gọi là cái bình xe la đông nè, nó phủ cái lớp men bên ngoài, lớp men rạng đó, với cái men nó được phủ cái men với cái lối ngẫu hứng nhìn rất là ấn tượng. Trên thân nè nó được ấn lõm ở ba phía, nó tạo nên cái điểm nhấn nhìn rất là hay. Nó vừa mộc mạc nhưng lại rất là ngẫu hứng và rất là tinh tế. Những cái sản phẩm này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày nặng. Chúng ta thấy đáy nó có truyện ký của nghệ nhân, truyện ký tay của nghệ nhân rất là rõ ràng. Cốt dày rất là nặng. Cái dòng Celadon thì cái đặc biệt là cái cốt nó rất là nặng. Tiếng gõ này rất đanh. Cao 20.5, đường kính miệng là 7, dòng thân là 35, mã sản phẩm là H11, giá 200k. Tiếng gõ rất là đanh. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái này gọi là cái thố này, gọi là cái thố thì đúng, cái thố xưa, cái thố men lam xưa của Nhật rất là đẹp, to. Thường thì cái dạng này thì rất là hiếm gặp. Cái thố này cái dáng rất là độc đáo, cái dáng này nó gọi là cái quả hồng cách điệu, nó tạo hình cái quả hồng. Ở Nhật thì chúng ta thấy cái quả hồng nó là quốc quả, cho nên những cái họa tiết, những cái hoa văn hay là những cái hình dạng, những cái ấm, những cái bình nó hay liên quan tới qua cái quả hồng. Cái họa tiết này nó được vẽ rất là tinh xảo. Men thì chúng ta thấy nó rõ cái màu thời gian. Cái cội hoa đào, chỗ cái cành đào này nó giống như một cái chữ vậy đó anh chị. Nhìn vào nó khá giống cái chữ thọ. Những cái này cũng vậy, nó giống những cái tự bằng cái tiếng Nhật đó. Họa tiết nó được vẽ tay rất là độc đáo. Này, chúng ta thấy men cái màu thời gian rất là rõ trên cái sản phẩm này. Cái men này nó lên nước nè, cho nó sâu tuổi đó. Sản phẩm này sâu tuổi. Cái cốt này nó thấu qua nha các anh chị. Sản phẩm này rất là sâu tuổi. Bình này nó cao 11. Thấu này nè, nó cao 11. Đường kính miệng là 12 năm. Dòng thân là 49 năm. Mã sản phẩm là H12, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thố gốm rất là đẹp. Thố này cũng khá là to, phủ men rất là độc đáo. Cái phần thân, cái cổ, từ cái thằng vành tới cái cổ của cái thố này nè, nó phủ men kiểu lông thỏ nhìn rất là ấn tượng. Cái nắp này nè, nó có trên tay cầm nắp nó có cái lỗ để các anh chị xỏ dây để chúng ta làm cái chỗ mà để cầm cái quai đó để nó chống trượt. Phủ men rất là độc đáo, kiểu men bên ngoài nhìn ấn tượng hơn trong hình rất là nhiều.
cốt dày rất là nặng. Chúng ta thấy lòng nó cũng phủ men nè, rất là đẹp, lòng nó phủ men ánh tím. Thố này nó cao 12 năm, đường kính miệng là 10.5, dòng thân là 39 năm, mã sản phẩm là H13, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo là ba cái tô men lam rất là đẹp. Cái tô này nó tạo hình hoa, cái vành cái dáng đó nó tạo hình hoa rất là độc đáo. Cái màu men lam rất là đẹp, cái dòng này cái màu men lam rất là đẹp. Đây là một trong những cái dòng rất là đặc sắc của Nhật, họa tiết nó được vẽ tay rất là tinh xảo. Và cái thân ngoài nè, nó cũng được vẽ rất là đẹp luôn. Bên ngoài nó cũng được vẽ hoa rất là đẹp. Cái này nó giống như cái ký tự đó anh chị. Đây là cái ấn triện. Ngoài cái bên trong hay bên ngoài nó đều được vẽ rất là đẹp, rất là chỉnh chu. Cốt sứ rất là tốt. Tô này cao 5.5. Đường kính là 17 năm, mã sản phẩm là H14, giá 150k trên cái. Shop có 3 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gướm rất là đẹp. Bình này là shop sale rồi nè, giảm rồi nè, giảm giá rất là mạnh cái cặp bình này. Một cái cặp bình hoa gốm rất là đẹp, cái dáng rất là độc đáo với cái kiểu men cực kỳ ấn tượng. Trên thân nó vẽ những cái đóa hoa cúc, kiểu men rất là độc đáo luôn, cực kỳ ấn tượng. Bình này nè, những cái bình hoa gốm của Nhật đó các anh chị cắm đó, nó giữ hoa tươi rất là lâu. Đây đáy nó có ấn triện rất là rõ ràng, ấn triện nổi. Ta thấy cái kiểu men rất là ấn tượng, kiểu men bên ngoài nó ấn tượng hơn trong hình rất là nhiều. Bình này thì shop có bán lẻ nha. Bình này nó cao 15, đường kính miệng là 8, dòng thân là 45 năm. Mã sản phẩm là H15, giá 150k trên cái. Tiếp theo đó là một cái tô men lam xưa rất là đẹp. Đây là một cái dòng, một trong những cái dòng rất là đặc trưng và đặc sắc của Nhật, với cái cốt rất là dày. Bên ngoài là nó vẽ cái sơn thủy cách điệu với hình những cái ngọn núi và dòng sông. Lòng thì nó vẽ cái củ cải và con bướm, trên thân nó vẽ sơn thủy nè. Họa tiết nó được vẽ tay rất là tinh xảo luôn. Chúng ta thấy thường những cái bức tranh mà tranh thủy mặc á, của Nhật đó, họ hay vẽ cái chủ đề về những cái loại rau củ, vẽ tôm, vẽ rau củ. Và củ cải là một trong những cái chủ đề yêu thích trong những cái bức tranh hay là trên những cái gốm sứ của Nhật. Chúng ta thấy cái men lam rất là đẹp. Ở bên ngoài cái men lam nó đẹp hơn trong hình rất là nhiều các anh chị. Đẹp hơn rất nhiều. Trên thân này chúng ta thấy những cái nốt ruồi nè, là những cái vết oxy sắt mà trên những cái sản phẩm sâu tuổi nó mới có. Đây. Rất là đẹp luôn, vẻ củ cải rất là đẹp. Màu men lam đẹp, cốt cực già, cốt rất là già luôn, rất là sâu tuổi.
cốt dày rất là nặng, cao 6.5, đường kính là 16 năm, mã sản phẩm là H16, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa men ngọc xê la đông. Dĩa này nó cũng khá là to và nó đặc biệt là nó tạo hình một cái con cá. Chúng ta thấy Nhật Bản là một cái quốc gia biển đảo cho nên những cái sản phẩm gốm sứ của họ đó, chúng ta hay thấy hình cái con cá. Chúng ta thấy cái dòng gốm mà Shubuya đó, một cái dòng gốm rất là nổi tiếng, nó nổi tiếng với cái hình con cá rồng. Và ở đây nó cũng tạo hình một cái con cá rồng nhưng mà nó ở một cái dáng khác. Seradong là một cái dòng gốm rất là khó chế tác, cái dòng men ngọc, đặc biệt là cái màu men ngọc, màu xanh ngọc này nè. Đây là một cái dòng rất là khó chế tác, nó đòi hỏi cái nghệ nhân rất là nhiều kinh nghiệm. Và đặc biệt chúng ta thấy là cái họa tiết cái vảy cá này nè, là nó được khắc, sau đó nó được mới phủ cái men bóng bên ngoài, cho nên nó gọi là ám họa. Chúng ta rờ vào đó thì chúng ta thấy cái nó cộm lên giống như cái vảy cá vậy đó. Giống như nguyên một cái con cá bằng ngọc. Cái này các anh chị có thể sử dụng giống như cái ăn trà, cái thuyền trà đó. Đáy nó có truyện ký nè, đây là cái truyện ký nha, cái truyện ký tai đó, nó âm vào trong cái cốt sứ, cốt rất là dày nặng. Cái dĩa này chúng ta thấy là cái dĩa nó cũng là cái sản phẩm xưa cho nên cái màu thời gian nó rất là rõ. Nó cao 5.5, dài 30.5, rộng 12. Mã sản phẩm là H17, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu, hay là một cái an, thì đúng hơn, một cái an men lam xưa rất là đẹp, cái dáng rất là độc đáo. Cái dáng tròn miệng vuông, trên thân là nó vẽ rồng, trên thân của cái an này nó vẽ rồng, vẽ hình rồng, với bên cạnh là cái hoa cúc dây, nó giống cái hoa sen hơn. Rồng này nó được vẽ toàn diện, tứ diện đó, bốn mặt luôn. Họa tiết nó được vẽ tay rất là tinh xảo và công phu. Chúng ta thấy cái hoa màu xanh lá cây này được vẽ nổi nè, vẽ tứ diện rất là đẹp. Đáy nó có truyện ký tai. Đây, chúng ta thấy cái đáy nè là cái hoa văn xưa, hoa văn hình sóng nước. Họa tiết nó được vẽ toàn diện, rất là tinh xảo và công phu. Cốt sứ rất là tốt, cao 5.5, đường kính là 15, mã sản phẩm là H18, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là những cái thố men lam xưa, một cái bộ cặp, một cái cặp thố men lam xưa rất là đẹp, dáng rất là hay. Cái này chúng ta mới nhìn đó thì nó rất là đơn giản, có vẻ nó đơn giản nhưng mà khi chúng ta nhìn kỹ đó thì chúng ta thấy cái này nó rất là công phu và tỉ mỉ. Nó đòi hỏi cái nghệ nhân rất rất là nhiều cái công sức và tâm huyết trong cái họa tiết này nè. Chúng ta thấy họa tiết nó tạo nên từ những cái đường nét rất là nhỏ, với những cái nét nhỏ và những cái dấu chấm.
chứ không phải là những cái nét cọ lớn. Chúng ta thấy nè, những cái nét bút nhỏ nó tạo nên cái hoa văn, nó đòi hỏi là cái sự tỉ mỉ và chỉnh chu, nhìn có vẻ ngẫu hứng nhưng mà rất là tỉ mỉ. Và trên thân nó có viết cái chữ thọ, lòng nó vẽ cái hoa văn truyền thống, cái cốt rất là già, cái chén này sâu tuổi, cốt rất là già. Vẽ rất là chỉnh chu, cái màu men lam rất là đẹp, sắp phải đưa vào thiếu sáng một tí xíu để chúng ta thấy được cái thời gian nó tác động lên cái men này. Đây chúng ta thấy nè, cái đáy nè, cái trôn nè, rất là già luôn, cực già. Chúng ta thấy cái phần men trắng đó nó lên nước luôn, còn chỗ mà không phủ men chúng ta thấy nó rất là sâu tuổi. Đây, cái sản phẩm này nó cũng thấu quang rất là đẹp. Đây chúng ta thấy cái phần trên này nè, trôn trên cái nắp nè, cũng rất là già. Cái thố này nó cao 9, đường kính là 11, mã sản phẩm là H19, giá 200k trên cái, shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái thố men lam của Nhật. Đây là một trong những cái dòng rất là đặc trưng của Nhật nè. Nó mang cái nét rất là riêng, nó thể hiện cái tinh thần dân tộc của người Nhật trong cái giai đoạn này rất là mạnh, gọi là cái giai đoạn Đại Nhật Bản vào cái thời Meiji đó. Thì người Nhật họ muốn thoát trung trong tất cả những cái lĩnh vực gồm cả gốm sứ, cho nên họ tạo ra những cái sản phẩm mang cái nét rất là đặc trưng của người Nhật. Trên nắp của cái thố này nè, nó vẽ hình rồng, ba con rồng cắt điệu, nó xoay quanh một cái tay cầm trên cái thố này. Và trên cái nắp này nó có cái ấn truyện xưa nè, truyện ký xưa nè, nó vẽ cái hoa cúc. Hoa cúc là quốc hoa của Nhật, cho nên chúng ta thấy những cái họa tiết gươm sứ nó hay có liên quan tới hoa cúc, rất là đẹp. Lòng nó cũng vẽ cái hoa văn luôn, thấy cái hoa cúc này. Dưới đáy này nó cũng có hình ba con rồng vây quanh cái trôn. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm rất là đặc trưng của người Nhật. Thố này nó cao 9, đường kính là 12 năm, mã sản phẩm là H20, giá 250k. Tiếp theo là một sản phẩm rất là đẹp, một cái đỉnh đốt trầm, một cái đỉnh đốt trầm bằng men lam. Cái dáng rất là độc đáo, dáng này thì hiếm gặp. Cái đỉnh này có thể là dùng để đốt tinh dầu cũng được nữa. Trên thân nó vẽ cái họa tiết hoa dây. Đỉnh này rất là to, cái dáng này hiếm gặp nè các chị. Màu men lam cũng rất là đẹp. Chúng ta thấy cái vành nó vẽ rất là đẹp. Đấy, nó có ấn truyện, cốt dày nặng. Cao là 12 năm.
Đường kính là 16 năm, mã sản phẩm là H21, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái sản phẩm rất là độc đáo, một cái siêu phẩm, một cái tô men lam xưa rất là đẹp, rất là to. Tô này nó tạo hình cái quả đào, quả đào thì nó tượng trưng cho cái chữ thọ. Tô này nó tạo hình cái quả đào, chúng ta thấy nè, đầu của trái đào, đây là cái cuốn tạo hình quả đào. Quả đào nó tượng trưng cho chữ thọ. Và ở trong lòng tô này nè, nó vẽ cái họa tiết là giống như chiếc thuyền vậy, nhưng mà không phải. Với những cái khóm trúc và hoa văn sóng nước. Họa tiết này nó được vẽ tay, vẽ hoàn toàn thủ công đó. Rất là tinh xảo và công phu. Thì ở đây chúng ta thấy cái vành đó cũng như là trên cái tô này nè, nó tạo hình những cái vết, những cái lồi lõm nhìn rất là ấn tượng. Đây chúng ta thấy cái họa tiết nè, chỗ này nè nó có 6 cái đốm, nó tương ứng với bên ngoài đó là 6 cái điểm nhô ra. Vành này nó cũng vẽ họa tiết nè, rất là đẹp. Họa tiết này nó được vẽ tay, chúng ta thấy những cái nét đậm nhạt đó là nơi bắt đầu và kết thúc của những cái nét bút. Đây chúng ta thấy cái cuốn của quả đào rồi, nó được ấn lõm vào, sau đó nó vẽ một cái vòng xoắn ốc. Đây chỗ này chúng ta thấy nè, giống như hình một cái con sò ở dưới này, nó bám dưới này vậy đó, một dãy những con sò là độc đáo, rất là hiếm gặp cái tô có dáng lạ như thế này, dáng hình quả đào kết hợp với những cái con ốc biển. Đây nó có truyện ký nè. Cái tô này so với những cái tô sứ xưa của Nhật á thì cái cốt nó không có dày, nhưng mà cái cốt rất là đanh. Tiếng gõ vang như chuông vậy đó, nó đanh như chuông vậy. Chứng tỏ là cái cốt nó rất là tốt. Họa tiết rất là độc đáo. Tô này từ cái dáng cho tới cái họa tiết đều rất là lạ, tạo nên cái sự riêng biệt. Tô này nó cao 8.5, dài 23, rộng 22 năm. Mã sản phẩm là H22, giá 750k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dầm trà men lam xưa. Cái đây là một cái dòng rất là đặc trưng của Nhật nè, dòng Aoki Arita. Đây là một cái dòng có từ năm 1890. Rất là đẹp. Đây là một trong những cái dòng rất là đặc trưng của cái gia tộc Aoki Arita. Cái dòng này nó đặc trưng bởi cái màu men xanh lam mà nó ngả sang xanh coban cùng với cái hoa tiết đào. Ở đây nó có hai cái dòng nha, một cái dòng thì nó cái cốt sứ á, có cốt sứ trắng mà nó điểm cái men hoa tiêu đó thì nó sẽ không đẹp bằng cái dòng này. Cái dòng mà sứ trắng này nè nó mới đẹp hơn. Và cái mèo men xanh coban này nè nó cũng đẹp hơn so với cái dòng mà cái cốt men hoa tiêu. Chúng ta thấy cái cốt sứ trắng này nó kết hợp với cái mèo màu men lam mà ngã sang xanh coban, nó tạo nên cái sự tương phản rất là độc đáo. Cái dòng này thì chuẩn xưa, dòng này là cái dòng chuẩn xưa, rất là đẹp. Đây đây là cái ấn tượng đặc trưng của cái dòng Aoki Arita, cốt rất là già. Ở dưới cái trôn này nó có cái vết tóc nhẹ nhưng mà nó không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng ở trên.
Cái dòng này thì cái cốt nó dày nặng, cốt sứ rất là tốt. Tiếng gõ chúng ta thấy nghe đanh như kim loại vậy đó, giống như chuông vậy đó. Chứng tỏ cốt nó rất là tốt. Cao 6, cái dòng này nè. Đường kính là 27 năm, rất là to. Đường kính miệng là 25, mã sản phẩm là H23, giá 550k. Phiên bán hàng của ngày 1 tháng 2 năm 2023 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.